Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm mới của hãng DID, đó là binh nhì Jackson trong series phim giải cứu binh nhì Ryan. Đây. Thì đây là lính bắn tỉa hả các bạn. Rồi, thì là mặt trước và mặt sau của hộp. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở hộp luôn ha các bạn. Rồi. Thì đầu tiên đây là cái phông nền. Đây là cái phông nền của figure này ha. Rồi thứ hai là đây là cái bức hình của figure này. Khá là đẹp ha. Rồi. Đây là cái bản hướng dẫn tháo lắp. Rồi. Đến tiếp theo thì phải sẽ vào bên trong hộp này. Rồi. Rồi, đầu tiên đây là figure của mình ha. Đây. Đây là cái head này các bạn ạ. Hãy coi. Cái head làm khá là chi tiết ha. Rồi. Đây nè. Đây quần áo. Rồi đôi giày. Rồi cái xà cạp đây luôn. Đôi giày là bằng da các bạn. Rồi tiếp theo là đây là những cái mấy đề can này, dán cái phù hiệu nè với cái cấp bậc của binh nhì nè. Rồi đây là cái sẻng với cái bao đựng sẻng đây. Rồi tiếp theo là cái ống đựng cái nòng nhắm ha. Rồi làm bằng kim loại ha, thì cái ống này mình có thể mở ra. Đây mình bỏ cái ống nhắm vào trong này. Đây các bạn làm khá là chi tiết. Rồi tiếp theo nữa đây là cái nòng nhắm. Đây cái nòng nhắm xa nè, cái scope xa nè. Đó. Cái này là có thể tháo lắp như trên súng được luôn nha. Rồi tiếp theo là cái súng nha. Cái súng được làm bằng cái thân rồi bằng gỗ. Các chi tiết như nòng súng và nòng nhắm là đều làm bằng kim loại ha. Bị đeo bằng da luôn. Làm khá là chi tiết và đẹp luôn. Rồi tiếp theo nữa là con dao. Đây. Con dao và cái bao đựng này. Bao đựng bằng da nha. Rồi con dao thì bằng kim loại và cái cán dao là bằng nhựa. Rồi tiếp tới nữa là cái nón kim loại nha các bạn. Cái miếng lót trong bằng nhựa. Và đây có cái lưới ngụy trang. Đằng sau này thì có cái ký hiệu biệt đội 2 Ranger. Rồi tiếp theo nữa là cái áo khoác ngoài này. Đây. Đây nha. Rồi. Có ở dưới là có các bao đựng đạn luôn. Rồi đây là cái gì đây? À, đây là cái cây thánh giá. Cây thánh giá. Rồi. Di chuyển cây thánh giá. Rồi tiếp tới nữa là đây là cái thẻ tên lính ha. Ở trên cái mặt của nó có khắc tên của cái binh nhì này nè. Rồi đây là xong cái lớp thứ nhất rồi ha. Rồi tiếp tới nữa là cái lớp thứ hai ha các bạn. Thì ở lớp thứ hai này thì nó gồm có này. Đây là cái bao này đựng cái bi đông đựng nước nè. Đây nhét vào trong này. Đó. Rồi cái bình tông và cái ca ăn cơm. Đây. Tất cả là làm bằng kim loại hết nha các bạn. Làm khá là chi tiết luôn. Ở đây là
cái túi đeo, đeo đạn nè, túi đựng đạn. Rồi đây là cái áo khoác. Rồi có cái băng để phát hiện khí độc ở gắn bên hông vai. Rồi tới nữa là đây là cái bóp súng lục làm bằng da. Rồi khá chi tiết luôn. Rồi, tiếp theo là cây súng lục. Cây súng lục này là có thể lên đạn nha. Đây, cây súng lục có thể lên đạn. Đây, kéo mạnh lại xíu nữa. Đây, ok. Làm, nói chung là hãng rất là chú trọng tới từng chi tiết. Rồi, tiếp theo là đây, cái túi đựng đồ sơ cứu. Đây. Rồi, cái này là cái đồ để cho mình gài nút áo cho cái con phi rời đó các bạn. Đây. Đúng rồi, à. Rồi, tiếp đến là cái thắt lưng. Cái thắt lưng gắn để xỏ quần của con phi rời này. Rồi, đây là bốn cái bàn tay này, theo bốn cái tư thế ha. Cử động bóp cò súng rồi này nọ. Ok, thì bây giờ chắc để mình mặc đồ lên cho con figure này luôn ha. Ok, đây là toàn bộ những cái vật phẩm có trong cái hộp này ha. Thì cái figure lắp như thế nào thì lúc đầu mình cũng đã đó, cái hình là lúc đầu là mình đã lên đồ cho nó hẳn rồi đó các bạn. Đây nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha.